Thì cái chủ đề mà chúng ta hôm nay đó là chủ đề là thuốc dự phòng ngày Tết như thế nào. Thực ra ngày Tết ý, thì bé thường gặp vấn đề nhất đó là gì ạ? Bé sẽ đầy hơi khó tiêu và bị tiêu chảy đúng không ạ? Đấy, bị rối loạn tiêu hóa do gì ạ? Ăn nhiều bánh kẹo đúng không? Tay chân bé chơi bé năn nê bò toái bốc thì vi khuẩn nó vào thôi, có phải không các bạn? Đấy, rồi ăn đồ mà chúng ta để tủ lạnh hoặc là để đồ để mà chúng ta Tết ăn quá nhiều đồ thừa chúng ta hay cất hay hay tích trữ không đảm bảo về vệ sinh thì hay có bị vi khuẩn. Thì chính vì vậy cho nên là gì ạ? Ngày Tết ý, còn bạn cần cái đầu tiên ý, đầu tiên nhé, đó là gì ạ? À, phải có men vi sinh trong nhà đúng chưa các bạn? Phải có men vi sinh ở trong nhà đấy, dự trữ cái men vi sinh là vô cùng quan trọng đấy ạ. Cái thứ hai là gì ạ? À, là cái thuốc kháng sinh dùng cho đường tiêu hóa đúng chưa? Đấy, đường tiêu hóa nhá, anh sẽ đăng một cái bài trên Facebook cá nhân để cho các bạn. Đây là hai cái thứ quan trọng nhất. Và cái thứ ba à, đó là thuốc hạ sốt có đúng không? Thuốc hạ sốt đấy rất quan trọng, thuốc hạ sốt. Và cái thứ tư nữa là vitamin, có phải không ạ? Vitamin để tăng đề kháng cho bé để bé đỡ ốm ngày Tết. Ngày Tết đương nhiên dịch này chúng ta có thể ngồi tại nhà nhưng mà có thể bé vẫn ra ngoài chơi đấy, và cái việc mà dạ Tết nó không ăn nó mải chơi quá thì nó có thể thiếu vi chất đề kháng, nó giảm thì nó bổ sung vitamin vào ngày Tết là rất quan trọng nhé. Tết chúng ta sẽ không quan tâm đến để ăn uống nữa và ăn uống quan tâm đến vấn đề chơi nhiều hơn, vậy không cần phải 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 để ở nhà quá nhiều đúng không ạ? Men vi sinh này, thuốc kháng sinh để trị tiêu chảy này đúng không đấy. Rồi thứ ba là vitamin tổng hợp, đó là ba cái thứ quan trọng nhất, và dự phòng thêm cái kẽm nữa để tiêu chảy của kẽm đúng không ạ? Cái ba thứ quan trọng, bốn thứ quan trọng mà ngày Tết chỉ cần vậy thôi, không cần nhiều. Bạn Dương Ngọc Huỳnh mà hỏi là trẻ mấy tháng thì dùng được D3 và sắt. À, nếu như bạn mà con bạn sinh ấy, con bạn mà sơ sinh nhá, bú mẹ hoàn toàn hoặc là bú sữa công thức kèm với sữa mẹ và cái lượng sữa công thức ấy là ít hơn 960 ml sữa một ngày thì đều phải bổ sung D3 bạn nhé. Với 2 xịt một ngày tức là 400 đơn vị một ngày. Đấy, được chưa? Và bổ sung đến khi nào? Bổ sung đến khi mà con bạn ăn được đủ D3 mà thôi. Thế tuy nhiên, với cái thói quen sinh hoạt của người Việt Nam ấy thì các bạn thường không đủ D3 đâu, con các bạn cũng vậy. Cho nên là thường bổ sung đến 5 tuổi để đảm bảo phải ăn D3 nhá. Rồi, còn sắt thì có hai cái đối tượng bạn nhé, bạn lưu ý này. Sắt có hai cái đối tượng. Đối tượng đầu tiên là đối tượng sinh non. Sinh non tức là trước 37 tuần. Trước 37 tuần ấy thì sinh non ấy thì bé không nhận được nhiều sắt từ mẹ, mà sắt từ mẹ chuyển sang con ấy thì nó nhiều nhất ở 3 tháng cuối thai kỳ. Cho nên là với bạn sinh non dưới 37 tuần thì phải bổ sung từ tuần thứ 2 sau khi sinh 2 mg sắt nguyên tố trên cân nặng trên một ngày, bổ sung đến 1 tuổi. Đấy, và con bạn mà sinh đủ tháng đủ ngày thì lượng sắt dự trữ ở trong gan của trẻ đủ dùng hết 3 tháng đầu tiên, và từ tháng thứ 4 trở đi thì dùng là 1 mg sắt nguyên tố trên một cân nặng trên một ngày. Đấy, và bổ sung đến 1 tuổi nhá. Đấy, được chưa? Khi nào thì bổ sung magie ạ? Magie để có vai trò là gì ạ? Nó kích hoạt cái tác dụng của cái vitamin D3 và vi khoáng magie, nó vô cùng quan trọng các bạn nhé. Và cái tỷ lệ canxi magie tốt nhất để xương của bé được khoáng hóa tốt, răng được khoáng hóa tốt ý, đó là tỷ lệ xấp xỉ 1:1 đúng không các bạn? Và các bạn biết rằng là cái vi khoáng magie ấy, nó vô cùng quan trọng các bạn ạ. Đây, cái magie ở đây, cái canxi glucoheptolat ở đây là cái độ hòa tan cao nhất là 650 mg. Còn cái magie của glucoat là 445 mg, tức là cái tỷ lệ của nó ấy, nó xấp xỉ 1:1 thì là cái tỷ lệ tối ưu nhất để cho cái việc mà hấp thụ và khoáng hóa răng và xương của trẻ nó tốt nhất. Bạn lưu ý như vậy nhé. Thì trong cái cốt lõi canxium này nó đã có đầy đủ magie và canxi rồi và tỷ lệ tương đối thích hợp nhé để bé hấp thụ tốt nhất, được chưa? Đấy, thì khi nào bổ sung mình viện, tức là bổ sung canxi cho bé hàng ngày, đồng thời chúng ta cũng phải có magie luôn. Magie nó làm cho cái D3 hoạt động tích cực hơn và làm cho quá trình hấp thụ canxi nó tốt hơn, được nhé. Đấy. Bạn Vân Anh Nguyễn mà hỏi là vitamin tổng hợp thì nên dùng loại nào? Cái này các em cũng phải lưu ý này. Các loại vitamin ấy, thứ nhất này, nó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đầu tiên anh chỉ nói với các bạn là gì? Chúng ta không được lạm dụng các cái sản phẩm bổ sung như là canxi, magie hay là vitamin, được chưa? Nếu như chúng ta ăn uống đầy đủ từ chế độ ăn và các cái nguồn mà từ cái thực phẩm ăn ấy, nó rất là quan trọng và nó là tốt nhất cho cơ thể chúng ta. Và chúng ta chỉ bổ sung vitamin khi mà cái chế độ ăn của chúng ta nó rất là đơn điệu và không đảm bảo những độ đáp ứng nhu cầu. Và thực tế thì người Việt Nam chúng ta ấy thì cái tỷ lệ thiếu vi chất rất là cao, đúng không ạ? Như vậy cái vitamin mà chúng ta thường bổ sung ấy, bởi vì nó có nhiều trong rau củ quả mà bé ít ăn rau, mà Việt Nam mình thói quen là gì, ăn chỉ uống sôi luộc xào đúng không, nó mất rất là các cái vitamin. Đấy, hoa quả thì ăn không được nhiều. Đấy, thói quen không tốt. Cho nên chúng ta cần phải bổ sung vitamin, các cái vi chất khác khi mà cái chế độ ăn của mình nó không đáp ứng đủ nhu cầu. Và
theo nghiên cứu của các chuyên gia ở trên thế giới như là Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ hay là Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì các cái vi chất quan trọng như là canxi, sắt, magie, đúng không ạ, kẽm, rồi các cái vitamin tổng hợp, đó là những cái vitamin mà thường thiếu. Các bạn biết rằng gì ạ? Ở châu Âu, các nước phát triển ấy, nó có ba cái chương trình quốc gia của nó. Một là chương trình quốc gia về vitamin A, hai là chương trình quốc gia về vitamin D, ba là chương trình quốc gia về vitamin C. Đó, các bạn thấy không ạ? Các nước phát triển như là Anh, Pháp, Đức, các nước châu Âu, thấy không, đúng không? Họ vẫn có cái chương trình bổ sung vitamin quốc gia miễn phí. Đấy, tại sao như vậy? Người ta nghiên cứu rằng cái chế độ sinh hoạt ăn uống hàng ngày không đáp ứng được nhu cầu. Thế Việt Nam của chúng ta là sao ạ? Nó có thiếu rất là nhiều nhá. Và chúng ta chỉ dùng khi mà chúng ta ăn uống nó thiếu, đúng không? Và bạn hỏi là cái vitamin nào thì chúng ta hãy, các bạn mình lưu ý này. Chúng ta dùng cái sản phẩm bổ sung cho con mình ấy. Con mình nó còn non nớt, sức khỏe còn kém, và cái hệ tiêu hóa của nó còn kém, rồi sức đề kháng của nó chưa hoàn thiện. Chúng ta phải lựa chọn các cái sản phẩm an toàn. Thì châu Âu nó là một trong những cái quốc gia an toàn nhất thế giới rồi, mà cứ Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển chúng ta dùng cho bốn cái quốc gia đấy nhá. Đấy. Vitamin tổng hợp nghĩa là gì? Nó chứa khoảng 10 cái vitamin quan trọng, đúng không ạ? 10 vitamin. Là ví dụ như là gì ạ? Đây, 10 vitamin. Vitamin C, B3, E, B1, B2, B6A, acid folic, rồi thì vitamin D3 và B12. Đó là 10 vitamin quan trọng mà cơ thể ta hay thường thiếu và nó bổ sung chúng ta nhé. Nhập khẩu từ Anh Quốc thì Zimbi này, đấy, đó là cái lựa chọn vitamin.